Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa. Các bạn cùng mình nghe những câu nói này nhé. 1. Công danh, để cống hiến, không phải để kiêu mạn. 2. Vật chất, là để sử dụng, không phải để khoe khoang. 3. Tiền bạc, là để chi tiêu, không phải để so lường. 4. Cuộc sống, là để trải nghiệm, không phải để toan tính. 5. Tình cảm, là để chia sẻ, không phải để lợi dụng. 6. Niềm tin, là để chắc chắn, không phải để lường gạt. 7. Người thân, là để chăm sóc, không phải để tổn thương. 8. Hạnh phúc, là để cảm nhận, không phải để ba hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé.